Biết thì trong những năm gần đây nghề nuôi tôm, đặc biệt là tôm bán thâm canh, siêu thâm canh sử dụng rất là nhiều cái hệ thống sục khí cải tạo oxy. Oxy rất là quan trọng trong một cái hệ thống nuôi tôm, phục vụ cho nhu cầu oxy của tôm, của cái hệ vi sinh vật ở trong ao. Do đó trong quá trình nuôi tôm thì cái nguồn oxy luôn luôn được cung cấp liên tục 24/24. Với cái hiện trạng hiện nay của bà con thì sử dụng cái hệ thống cung cấp oxy như là quạt nước hay là sục khí đáy mịn và siêu mịn đang được thực hiện ở nhiều cái ao nuôi tôm, đặc biệt là ao nuôi tôm siêu thâm canh hoặc là ao nuôi tôm lóc bạc. Tuy nhiên với cái khả năng mà mình đưa oxy xuống ao nuôi tôm vẫn chưa phải là tốt nhất và tốn nhiều năng lượng, đặc biệt là năng lượng điện. Đối với cái hiện trạng đó thì một số cái nhà sản xuất đã nghiên cứu đưa ra được cái hệ thống sục khí tạm gọi là siêu mịn của nước ngoài nhập về. Tuy nhiên cái giá nó còn cao so với cái hiện trạng hay là cái khả năng mà đầu tư của bà con. Ví dụ như là nó khoảng một cái hệ thống như vậy có thể là trên từ vài chục triệu tới trên 100 triệu cho một cái ao nuôi 500 khối nước. Thì như vậy thì cái hiệu quả kinh tế của bà con chưa đạt được nên khó mà đưa ra áp dụng đại trà. Từ cái thực tế của hệ thống sục khí trong nuôi tôm của đồng bằng sông Cửu Long thì nhóm dự án ở Khoa Đáp Đại học Cần Thơ có tìm hiểu và nghiên cứu cái hệ thống Venturi cải tiến với cái giá thành thấp, có thể bà con có thể tự chế tại cái trang trại của mình để đưa vào sản xuất phục vụ cho nuôi tôm. Đó là cái mục đích của dự án. Tuy nhiên đây là một cái phiên bản đầu tiên đã cho thấy cái hiệu quả và được bà con đánh giá rất là tốt. Đây là phiên bản đầu tiên thì đã được như thế thì chúng tôi muốn giới thiệu những cái bước và những cái nguyên vật liệu hay là những cái thiết bị để mà chế tạo ra cái bộ này cho bà con có thể tham khảo và có thể tự chế ở trang trại mình và áp dụng cho cái ao nuôi tôm mình hiệu quả hơn, đặc biệt là để giảm cái chi phí và giảm cái chi phí năng lượng và chi phí đầu tư cho bà con. Xin giới thiệu bà con, đây là thạc sĩ Đào Minh Hải của dự án Học Qua Đáp Việt Nam, trường Đại học Cần Thơ. Xin hướng dẫn bà con những cái vấn đề có liên quan. Chào bà con, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu bà con cái bộ phận chính của hệ thống Venturi cải tiến và cái bước cơ bản để mình tạo ra hệ thống này. Thì đầu tiên hệ thống Venturi cải tiến thì tôi sẽ tạm chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là cái máy bơm. Cái phần thứ hai mình gọi là cái ống lấy khí, ống dẫn khí. Mình ở đây Venturi thì nhóm thiết kế là chủ yếu là lấy từ khí trời xuống. Cái bộ phận quan trọng nhất, phần thứ ba của Venturi là hệ thống vòi phun khí, và nó hệ thống này sẽ kết hợp với ống dẫn khí để lấy khí từ trời từ không khí xuống, và nó sẽ được gắn vô hệ thống máy bơm như thế này. Đây là toàn bộ cái hệ thống Venturi, 3 phần cơ bản: máy bơm, dây khí và đầu phun. Thì sau đây tôi giới thiệu cho bà con cái từng bước chi tiết để cắt mà tạo cái đầu phun như thế nào. Đầu tiên bà con chuẩn bị một cái ống 21 dài khoảng 110 cm và một cái biến. Cái biến này thì mình thường dùng là biến từ 42 xuống 21 để nó tăng cái lực nước trong cái đường ống. Về lý thuyết thì Venturi là nó sẽ tạo khí bằng cách là dưới dòng nước cao lấy khí trời xuống và khí đấy trộn với khí trời và tạo ra bọt khí trong nước. Ở đây cái bộ phận Venturi, bộ phận đầu phun Venturi thì mình tạm thời chia làm 3 phần chính. Cái phần thứ nhất, và ba phần chính ở đây nó cũng là ba cái biến của
ống 42 và 21 thôi. Biến đầu tiên, biến thứ hai và biến thứ ba. Đầu tiên thì ống 21 ha, bà con sẽ gắn vào trong cái biến 21 và 42. Sau đó dán kèo vô. Và kế tiếp mình sẽ dùng đầu khoan, mình dùng đầu khoan đây, dùng khoan 4 ly để khoan những cái lỗ dọc tròn theo cái chỗ nối giữa biến và ống 21 như thế này. Tuy nhiên ở đây cái đầu khoan 21 thì cái vật dụng mình đưa vô là cái nối khí này nó sẽ không có khít, cho nên bà con á cần phải dùng những cái chỗ nằm mà nó không khít, bà con dùng cái kéo này mình nới rộng thêm, nới vừa lên nha bà con, mình nới mà lớn quá thì khi mà mình gắn cái đầu nối khí vô đây á nó sẽ lỏng và nó sẽ rất là dễ bung ha. Ở đây sau đó mình sẽ lấy cái nối khí này gắn vào trong những cái lỗ mà mình đã khoan, mục đích là mình tạo cái đường dẫn khí từ cái ống lấy khí trời xuống được cái đường nước mà áp lực cao. Đây tôi sẽ làm một con ha. Tuy nhiên ở đây á, cái ống này á, ống nối khí này nó khá là dài, mình phải cắt một chút xíu. Sau đó dùng kìm đẩy mạnh vào. Và cái đầu còn dư lên bà con cắt đi. À, để đảm bảo làm sao vào trong cái lòng mà nước đi á thì nó phải lú ra khoảng 1-2 cm để nó tạo cái áp lực lấy khí tốt hơn. Là khi bà con ở đây nè, khi bà con làm á thì mình sẽ khoan 3 vòng, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, và mỗi cái vòng ngang á vậy á nó tầm khoảng từ 7 đến 8 lỗ tùy theo cái độ khéo của bà con khoan. Tuy nhiên ở đây á khi mình gắn cái mình ghim cái nối khí vô á thì như tôi nói lúc đầu mình chỉ chừa ở đây chừa những cái nối khí vô này sâu cho nó lắng vô khoảng 1 đến 2 mm ở trong để nó tạo được khí mạnh hơn. Và đặc biệt là ở cái vòng cuối cùng thì mình để khoảng 3 hoặc là 2 cái nối khí này nó sâu hơn, nó khoảng dài khoảng 4 mm để nó tạo áp lực cao cho dòng nước mà nó lấy khí tốt hơn. À, đây, bạn thấy không? Thấy cái này tôi vừa mới ghim vô nó dài hơn so với những cái còn lại. À, là mình phải làm 3 cái đầu dài vậy đúng không? Đây là mới có một cái đầu dài hơn. Mình phải thêm 2 cái đầu dài nhưng mà sẽ so le nhau. Mình sẽ khoan một cái lỗ nó khoảng 12 mm để mình gắn vừa cái đầu của cái nối khí. Nối khí này thường mình có thể mua tại một số tiệm điện, như là ở đây em mua ở chỗ bệnh viện Gia Khanh ở số 30 Ngô Đức Kế, thành phố Cần Thơ. Cái ống nối khí này ở tầm khoảng 5.000. Ok ha, mình dặn vô. Vừa cứng tay là được. Sau đó mình sẽ tiến hành nối
cái biến đầu tiên với cái biến thứ hai là như nhau. Mục đích là mình tạo cái buồng khí ra là nó để nó cái áp suất ổn định và làm cho cái lượng khí ra đều hơn. Không này làm phải nhanh tay nha bà con, để như tại vì mình phải làm cái buồng khí nó kín càng tốt, càng kín để cho nó lấy hơi xuống tốt. Khi mình bắn được cái trên đây. Sau đó, tại vì cái ống này, cái biến thứ hai mình sẽ gắn, mình sẽ nối vào cái đầu nhất để tạo cái bầu khí, cho nên vì thông thường những cái biến nó sẽ có những cái ngấn như vậy, cái ngấn như vậy đặng nó giữ cái ống lại, nó không sọt sâu vô, cho nên mình cần một cái khoan 21 vậy để mình mài cho mất cái gốc ở trong của cái biến 4221 này. Các con thấy không, nó có cái gốc trong đây nè, đó gốc đi, nó nhấn vô không được, nhưng ở đây cái này mình mài xong thì mình thấy nhấn vô bình thường. Sau đó mình dán keo để keo gốc keo trong đây gốc này. Rồi, em phải có làm nhanh tay ha. Nhanh tay. Đây, xong. Tiếp theo đó, mình đưa một lớp keo nhẹ ngoài thằng dán những cái lỗ. Ồ, nếu mà nó còn sót rồi đó, nó sẽ bịt kín. Nó làm cái bầu khí mình kín hơn. Tới đây là cái bước mình tạo cái bầu khí đã dường như là đã hoàn thành rồi. Rồi, bà con có thể phơi cái này trong vòng 2 tiếng cho nó khô keo lại, mình đem sử dụng là xong. Rồi cái bước cuối cùng nữa là mình dùng cái biến 4221 thứ ba, mình sẽ gắn ở đây. Cái này nè con đã gắn rồi. Ok, mình gắn ở đây. Rồi ha. Ở đây. Nhưng nó sẽ tạo thành một cái đầu phun khí hoàn chỉnh. Ha. Nhưng con tháo ra để cho nó khô, sau đó 2 tiếng sau mình mới gắn vô. Để mà cái đầu theo cái của bà con hoàn thành xong thì mình sẽ gắn vào một cái máy bơm như thế này. Còn nhớ nha, nước sẽ đi qua đầu này trước chứ không có qua đầu này. Qua cái bầu khí trước. Sau khi bà con gắn đầu phun vào cái hệ thống máy bơm thì bà con sẽ đưa cái ống dây khí, ống khí này là tốt, chịu áp lực vào gắn vô. Tiếp tiếp bà con gắn một cái van đây, van để mua bất kỳ ở trong các kiểu nào, khoảng 5.000 cái nữa. Ở đây nhiệm vụ cái van này là nó điều tiết cái áp lực không khí ở trong cái bồng khí này. Trường hợp như bà con để cái máy bơm sau khoảng 1 mét cái nước thì mình có thể mình mở hết van ra cho áp lực khí lấy xuống tốt hơn. Tuy nhiên khi bà con đưa cái máy bơm lên cao khoảng chừng 4-5 tấc thì bà con có thể mình khóa nhẹ van lại để nó kéo bớt lượng khí lại, làm cái bầu khí mình mịn hơn trong cái môi trường nước. Sau đây là mình đã xong cái phần thiết kế mà bà con ra ao đó, mình vừa xem hoạt động như thế nào. Bật đi. Đó, thầy là đánh cho. Tại ngay chỗ này mới ra rồi.
cái bom này nửa ngựa. Sơn đưa cái đó ra rồi. Mình vẫn nén. Mình thay vì cái kia nó nén xuống thì cái này mình lại giảm bớt lại. Thổi ít thôi. Mà nó hiệu quả. Còn thổi nhiều nó nổi lên hết vậy à. À bây giờ nó ra anh thấy nó sương mù chưa? Ừ, đó. Thấy không? Vậy đó là cái oxy có khi nó lên bền tuốt bên kia nó mới lên được. Nó tán ra. Đó mấy cái bọt, cái màng bên kia là cái bọt nhỏ đó. Cái này mà mình có làm á là mình làm cái chảng ba cho nó hai cái vòi nó xa ra. Gần vậy là nó da với nhau, hai thằng nó ôm thành một, hai thằng nó ôm một, nó bự luôn, phá sản cái gì bệnh mình liền. À, cái chảng này nè. Chảng chút nữa. Mình thấy nếu như cái bể này mà mình sụp cái kiểu kia là nó lên nó nổi lên liền rồi, đúng rồi. Còn này nó không ra rồi. Nó mà chứ kia dễ gì anh hỏi được cái bọt mình vậy. Mình làm nhỏ hơn, mình làm cào năm, chứ không phải cào hai nữa. Mình chế, tự chế làm. Như cái này bây giờ anh làm cỡ mấy tim được? Cái nào? Cái nhỏ này. Cái máy bơm này chắc có hai cái ống này thứ ba ống này. Được theo bà con lấy lên nha. Rồi tắt điện đi, tắt điện đi. Được rồi, được rồi. Sao điện? Điện mà. Tắt nha. Tắt đi được rồi. Từ từ, cẩn thận. Đi đụng đầu dở. Không phải vậy nha, bao nhiêu ngựa kệ nó mà nó bơm được nhiêu lít nước hút. Ở chỗ này đi đỏ đỏ rồi nè, mày nhớ kỹ chỗ này nghe chưa. Cái máy bơm này yếu xìu đó, trong thông số thì có 100 lít hút thôi, nhưng mà phải 100 lít hút cho người ta đàng hoàng. Dưới cái đó chạy không ra hơi nghe, nhớ nghe. Có thể thằng một ba ngựa nhưng mà không đủ mà nó yếu không vậy là nhớ cho đây ha. 100 lít hút thì được hai cái ống 24 này hoặc là ba ống thôi, tùy theo cái độ sâu mình để. Nhớ em, nếu mình làm đúng theo như chỗ này, đúng như theo như này, như cái này như vậy là cái tốt nhất nha. Tôi đã nói cái này mới đọc đi nè, nhớ chỗ đó. Bà con mình nghĩ hoài hỏi sao mua tua vội quá mà chạy đâu lên cho đó, nó yếu xìu cái lấy cái mua tua mà bơm áp lực cao á, nó mạnh nhưng mà nó lại không đủ nước. Nhớ em, mình cần nhanh. À, cái đó là thằng này là tiền đạo nha, tiền đạo đá tiền đạo phải lẹ mới được, chứ còn chậm là nó không hút hơi xuống được đâu thì nó dở. Cái thứ hai nữa là cái này là cái mà mình nãy ông thầy Hải nói rồi nha. Đôi lúc đó mình khoan cái này là 90 độ nha, xuống vô gốc. Còn bà con mình khoan dở quá lần đầu tiên thôi khoan xéo xéo cho chắc ăn nha. Nhưng cái xéo xéo này thì nó hút nó hơi mạnh lắm, nhưng mà chưa chắc gì nó ra cái bọt khí nó mạnh bằng như của ông thầy Hải làm vô gốc nó xé. Cái thứ ba nữa là cái chỗ này nè, bà con mình cắt đó, nó tôi khoan vuông gốc rồi sao mà nước nó cũng xì hơi lên, tại cắt hỏng thẳng chưa. Mình cắt hỏng thẳng, mình cắt cái mép nó lún qua cái hướng nước thổi vô á, giống như cái mái nhà mà mình để mình lợp hụt mưa xuống chứ sao, tạt vô chứ sao, phải không? Nhiều quá nó tạt không được. Ví dụ như trong này mình có 21 ống mà có 1-2 ống nó bị tạt vô thì nó ra thằng này thằng mấy thằng sao nó hút thổi ra ngược lại chứ nước nó không trồi lên, không sao hết. Tại nước thì lý thuyết không, bây giờ nó song song được, cho nó vô trọng nước sấy mà mấy ương thổi cái nào cũng vô lỗ này à, thấy không? Đôi lúc đó mình làm dở nó vô hai ống đầu nó vô lên nước, nhưng mà hai ba ống sao nó hút vào được thì đôi lúc cái bọt khí mình nó siêu mạnh hơn cái ông thầy Hải chỉ nữa. Nó vô đó rồi nó hòa nó rồi nó mới bị cái ống cuối á nó mạnh nó hút ra ngược lại chứ nó không trồi lên trên bờ. Nghe nó trồi lên tới bờ luôn á, chứ không phải trồi lên chơi chơi đâu, trời xuống bờ. Cái đó cái này cho thầy kỹ cho đó nha. Thì cái mình phải nhớ
đó, như mấy cái này anh là bà con mình bị nhiều lắm nè, từ hướng dẫn bị bà con hỏi thì cũng mừng thôi, nhưng mà mình tức là tại sao lại bị như vậy. Thì cái này nó cái rất là cơ bản, nếu như mà cái ống mà nó không có, nó bị hứng nước là chắc ăn là nước nó phải trồi lên thôi. Cái đầu tiên khoan hả, suy nghĩ tới chuyện siêu bệnh hay là bệnh gì đó, bây giờ làm sao khỏi ra hơi mà nước nó đừng có trồi lên trên bờ là mừng lắm. À, bước 1, bước 2 rồi nghiên cứu chế tiếp, như giờ mông cơ động chế rồi trong này nó đang làm chế thì nó sẽ tốt hơn nha. Nghe cái đó là con mình hay, thì cái đó là cái mà nó cần thiết. Còn mà con mình có thể chế ra, đây là hai ống 21, mình có cái ống nhỏ hơn 21 mình làm nhiều hơn nữa, nhưng mà nhớ cái diện tích nó cộng lại nó bằng cái này, giống như đây hai ống phải không, mà cái ống kia có mười mấy thôi phải không, với coi mấy mình kiếm được coi nhỏ đó, mình làm mấy thì mình cộng lại cho nó khoảng khoảng này, cộng với cái lưu lượng này ha, lưu lượng là 100 lít/phút, nhớ vậy. Tôi nghĩ là nó hơn 100 lít/phút, lý do là cái máy bơm này nó bơm được tới 10 mét độ cao là phải không, nhưng mà cái thông số mình bơm ngang nè, bơm đây qua đây mà thì chắc chắn nó sẽ trên 100 lít đó, nên có thể là 200 lít/phút cũng chừng đó. À, tại vì cái này là nó thông số cái đường để nó bơm cao mà, thì nó khác thì bà con nhớ. Thì ở đây có trường hợp là mình làm đây, cái ống này vô, cái ống này nó xéo về hướng kia, nó mưa nó tạt vô đấy, nước chảy vô lòn lên, nhưng nếu như mấy thằng này nó hút mạnh đó, thì có thể là nó cũng hoàn lại đây, nó ra đây thì có thể là mình làm chặt, thế nhưng mà nó trúng rùa ha, nó trúng cái đó là coi chừng ra siêu bệnh, nó vô đây nó hoàn này nè, dạ nó chọn thêm khúc nữa chưa, okay. Đôi lúc nó không thấy, nhưng mà có 21 ống mà hết 14 ống nó hút nước vô mà thì nói à, phải không, mấy kia lon được nó gì bà con mình nhớ. Cái nữa là bà con mình có thể chế cái ống này nó dài quá, hay là trong quá trình mình làm á, nhớ là nguyên cái đường thổi ở đây nè, mình có thể là ăn gian một vài cái ống cuối nó lú ra như thầy Hải nói, nhưng mà đừng có làm quá nhiều, nhiều quá nó cản đường, thấy không, giống như mình xe lộ mình đang chạy hai chiều đó, nó vô cầu túm lại nè, thấy không, là nó trồi nước lên liền, nhớ em. Giờ đó trước cái nòng súng mà này là, thấy không, mình thổi đây qua đây phải không, nó ra đây được rồi, đừng có bỏ gì cho mẹ dân á, thấy không, nhưng mà nếu có gì nó kẹt là nước nó trồi trồi đây nè. À, cái đó là cái nó dở ha. Cái cuối bà con mình có thể là chưa có hiểu lắm cái nguyên lý nãy ông thầy Hải có nói đó, cái van đó nè. Cái này tại sao tôi gọi là venturi cải tiến, có nghĩa là cái áp suất trong cái ống này nè, lúc nào cũng thấp hơn trên không khí vậy đó. Để gì, để cho nó ra không áp, cái áp suất nó thấp thì cái bọt nó bằng ngón tay út đi, phải không? Khi nó ra nó thoát ra khỏi lòng đó thì nó sẽ bằng nửa ngón tay út. Chứ không có giống như cái venturi hay là nãy anh nào nói nó có xài cái cánh quạt đó không, cái dung dịch nó tạo này nè, đó là hút không khí tự nhiên. Còn không khí của mình là nó hút, nó muốn ăn 10 lít nhưng mà tôi cho ăn 5 lít thôi, bớt lại dạ, bớt không khí xuống để cái bọt khí mình khi nó ra khỏi cái nòng súng đó, nó sẽ co lại nó sẽ nhỏ chứ không phải nhiều là tốt. Nhưng do đó bà con mình làm thấy nó chạy vui quá, chưa có vui bịch lại bớt đây. Nghe không? Bịch lại bớt, có cái van nhỏ đó, nhựa bịch lại. Cái đó mới là cải tiến. Còn venturi bình thường là muốn ăn nhiều cho ăn hết. Dạ, như là nó muốn hút nhiều cho nó hút. Còn này mình nó muốn hút nhiều nhưng mình phải giảm bớt lại. Trong cái trường hợp cái máy của ông thầy Hải này chạy 8 tấn nước một thước á, thì do cái khoan của ảnh nè, ảnh quá hay đi, cái ảnh khỏi cần van thì chứ là nó cũng ra siêu mạnh rồi. Thấy không? Nhưng mà đôi lúc bà con mình làm không có van là nó không ra siêu mạnh nha, nó không ra mịn, nó sẽ ra bự, nó mịn hơn bình thường thôi. Chứ nó không có sương mù, gọi là không có sương mù được, thì cái đó là bà con phải cần cái van nhỏ này nè, cái van cá kiển đây, cái khóa bớt, khóa chừng nào mình thấy vừa ý là được, hay vậy cho nó dễ, nó rẻ tiền, hay cái khỏi cần phải cái thông số gì hết là nó khó, nhớ nha, hút là hút áp suất thấp, hay áp suất thì thấp, hay vậy thì cái đó nó mới đúng. Chứ còn mình ngồi mình nói là cái này cũng giống cái kia là chưa hiểu nguyên lý là đi từ hoàng tới vô đó. Em có gì trục chặt là không sao, mà tôi ra hơi quá trời luôn mà không có bệnh, khóa bớt lại là bệnh, thì khóa lại là bệnh liền. À nó vậy, hút thì lực hút càng mạnh qua đây càng tốt, nhưng mà không cho nó đói bụng nhưng mà không cho nó ăn đó, phải không? Từ từ thì ra bệnh. Đây nhưng mà còn nhớ chứ nha, những cái đó là cái mà có thể mình dướng cho đâu đó rồi mình sẽ nản chí. Nên nhớ em thầy Hải này ông cũng làm nhiều lắm, ông để nguyên cái phòng bóng luôn đó. Nó hư á. Nó hư cái gỗ gì đó chứ không phải hết đâu vậy đó. Rồi từ từ không có kinh nghiệm lên thôi, thì cái đó bà con mình cố gắng rồi trao đổi thêm điện thoại, hay là chắc ai có Zalo à, giờ làm sao không được chụp hình đưa lên rồi ổng gửi liền cho đó liền à, chứ đừng có mắc tở không vô làm không khoe chứ không dở.